Bạn đang học nghe nói tiếng Trung với loạt bài mỗi ngày một câu của hội quán Tam Thế. Đi 39 thiên, ngày 39. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại cách nói sau. Bạn có dùng Facebook hay không? Nǐ yǒng bú yǒng liǎn shū? Nǐ yǒng bú yǒng liǎn Su. Nǐ yǒng bú yǒng liǎn shū? Hãy chú ý cách đổi dấu từ bù. Nǐ yǒng bú yǒng liǎn shū? Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Còn phải nhờ bạn giúp đỡ nhiều. Hãy xin nǐ duō duō bāng zhù. Mình thấy. 我看. Học tập lẫn nhau. 互相学习. Trước đây chính là học đại học ở đó. 以前就在那里读大学. Vậy à? Như vậy à? Như vậy à? Giáo viên của hội quán Tam Thế. San shi hui quán de lão sư. Ồ, hóa ra là vậy. Ồ, nguyên lai là như vậy. Ồ, nguyên lai là như vậy. Đợi một chút. Đợi một chút. Để mình gọi cho bạn đi. Tôi đã gọi cho bạn. Nhận được rồi, với ý nhận được điện thoại. Chia đạo了.